Thì các bạn, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là kết nối đàn B2 với lại một cái phần mềm tự học bằng cái sợi cáp OTG. Thì thực ra là cái phần mềm này nó rất là hữu ích nhé, bởi vì chúng tôi đang nói ở đây là cái vấn đề các bạn tự học, các bạn không có thời gian đến lớp hay là các bạn thích mày mò tự học thôi. Thì đơn giản, nhiều bạn cứ quan điểm là các bạn phải đi học, cái vấn đề là các bạn cũng chỉ cần cái mức độ là các bạn ở nhà bạn đánh vài bài chơi thôi, còn làm sao mà học chuyên nghiệp được. Nói nhiều bạn cứ không hiểu, cái vấn đề tự học cũng được, không sao cả, còn tự học nó sẽ không được đạt đến cái ngưỡng tốt nhất thôi. Còn cái vấn đề chúng ta thích thì chúng ta tự học, chả vấn đề gì đâu. Đấy, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối đàn này với một sợi dây này, cái cáp này này, tôi chẳng biết nó gọi là cái gì, tiếng Tây tiếng Tàu gì ấy, nhưng mà nó sẽ kết nối được với, bạn nào biết tên nó thì comment ở dưới nhé, kết nối với lại cái iPad hoặc cái máy tính gì đó. Nên chúng ta kết nối với nó thì đầu bên này cắm vào đàn, cắm một cái lỗ sạc ấy, đầu này chúng ta sẽ kết nối vào máy tính bảng hoặc là cái gì này, tôi sẽ kết nối vào đây. Đó, thì đơn giản là cắm mỗi phát là không phải cài đặt gì cả. Và chúng ta cài cho tôi cái phần mềm này, đây nó gọi là phần mềm vào, ví dụ của tôi là set play hả. Đấy, thì đánh cái chữ này ra, tôi không biết đọc tiếng Tây thì mọi người thông cảm nhé. Đấy thì nó là như này này, cái gì Pino, chúng ta cứ vào Simple Pino by cái gì đấy, gõ đơn giản nhất là cái cứ gõ Simple Piano cái này nó ra cái này luôn nhé. Thì tôi cài đặt rồi nên tôi không cần ấy nữa, tôi sẽ mở nó ra. Đấy, chúng ta nhìn mở ra này thì chúng ta nó có phần đăng nhập, nó đơn giản lắm, đăng nhập vào Facebook là được. Thì bây giờ nó sẽ có nhiều cái trò chơi, có nhiều cái vấn đề để học nhá. Nhưng mà chúng ta thì nên học từng cái đầu tiên một, nó cho cái gì học cái đấy. Đơn giản ấn vào đây cái bicycle này. Đấy thì nó có những từng cửa một, chúng ta không vội đâu nhé. Ví dụ đến cái cửa này này chúng ta chưa đánh qua cửa này thì nó không ấn vào đấy, nó không cho đánh đâu, cho nên là chúng ta phải đánh từ đầu. Đây là tôi với demo 1, 2, 3, 4, có 4 bài demo rồi. Ở đây tôi sẽ ví dụ từ đầu nha, nó dạy cho các bạn rất đơn giản. Đây chúng ta chú ý này, ví dụ vào cái phần bài học nhé, ấn vào đây thì nó sẽ vào. Đấy, ví dụ 3 cái nốt đầu tiên nhá, chúng ta nhìn chưa, nếu mà chúng ta đánh ở đây sai nhá, sai này, thế là nó báo sai này, thì nốt đầu tiên nó phải là nốt đồ. Đấy, một phát này, thấy chưa, đấy đánh đúng nhá, chúng ta đánh đúng này, đấy thấy chưa. Đó, tiếp tục này. Đấy, khi mà chúng ta đánh hết nó nhắc đến lại, nó dạy cho chúng ta học, rồi chúng ta sẽ thuộc nốt nhạc hơn các bạn nhé. Thì sau một khi mà nó cảm giác là ví dụ chúng ta đánh rất nhiều lần cái này rồi thì nó sẽ có một cái bản nhạc để chúng ta đánh, chúng ta cứ chú ý vào xem. Thế cái này chúng ta cứ đánh sai nó không đi đâu. Đấy, chúng ta cứ ngồi trong nó đánh này thôi. Đấy, đấy bây giờ có bản nhạc này. Đấy. Đấy, rất hay. Đấy, đánh sai cái là không đánh được nhá. Đấy, tôi đánh sai mất rồi. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn, tôi đánh sai để các bạn biết là đánh sai thì nó sẽ đánh lại nhá. Đấy, nó dậy lại này. Đấy, đồ đồ lại đến. Đê, 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 đê. Thấy chưa? Đánh sai thì nó sẽ như thế. Đấy. Đấy. qua cửa, thấy chưa? Đấy rồi, nhìn chưa? Đó, như xong cửa 2 này, nó như chơi game ấy, đấy, nó nhiều nốt hơn. Nhưng tôi xin phép tôi dừng ở đây bởi vì nó mất thời gian của tôi, nó sốt ruột lắm. Thì các bạn thì cái này nó không vội được, cho nên là các bạn mới học thì nó đánh từ đây này, thì nó sẽ dễ hơn, nó kết nối đơn giản lắm các bạn ạ. Còn cái cáp này thì tôi không biết là ở thị trường nó bán bao nhiêu, nhưng mà tôi chắc là có thể là tôi bị mua đắt hoặc như nào đó, thì tôi mua cái cáp này là mất 100.000. Còn các bạn mà ra ngoài mua rẻ hơn thì cứ comment ở dưới địa chỉ để tôi biết được tôi mua, về sau tôi sẽ tặng cho người khác. Bây giờ tôi đang bị mua một cái giá rất đắt là 100.000. Để các bạn nhìn đấy, các bạn tự học nhé, các bạn chú ý này. Đấy, nhưng tôi sẽ không đánh nó nữa bởi vì tôi chán rồi, tôi không thích đánh nó nữa, tôi thoát đi. Nên rất đơn giản thôi. Các bạn ví dụ các bạn tiết kiệm tiền chẳng hạn, các bạn chỉ mua một cái đàn này về này. Và cái điện thoại thực ra là các bạn smartphone này ai chẳng có rồi đúng không ạ? Thì nó kết nối vào cái máy tính và chúng ta đánh thôi, chúng ta học thôi nhé. Thì cảm ơn các bạn.